Đúng rồi, bánh mì 10 đồng ổ. Bánh mì 10 đồng ổ bánh mì. Bình Mỹ bánh mì. Cho đời luôn. Cho cái cơm tấm sườn mì chả với lại cho nhiều cho thêm mỡ hành với cái trứng chiên luôn nha. Chào mọi người, đang live bên kia cái bị rớt live. Chào Trương Thịnh Phạm, chào Cương Nguyễn Tân Ngọc. Nhưng con Tú đang làm live rất live, mình đồ coi nha, các anh chị coi ở bên Mỹ đồ ăn giá tiền bên Mỹ, bên Mỹ 10 đồng ổ. Bánh mì còn bánh mì thịt nướng này ngon lắm, lát order ổ bánh mì thịt nướng. Em cho anh cái lát bánh, bỏ một cái bánh mì thịt nướng mang về giùm anh luôn nha. Cảm ơn. Chào Đinh Tất Thắng, chào Minh Thành, Giang Thu, Nguyễn đâu đó. Ủa sao thằng dắt sình bi đâu mà nói tao không má dám mặc áo cái đỏ xì gà ra ngoài khu Việt Nam, tao ra khu Việt Nam tao ngồi tao ăn tới nhà hàng mà tao ăn thằng chó nó quýnh tao. Ở đây mình có soda chanh muối không em? Đó, xin lỗi em nha. Dạ. Đắt xin rồi. Cảm ơn em. Chơi bẩn thì có một cái đời có một chờ đừng chơi thôi. Ở bên Mỹ ha, mấy anh chị biết bên Mỹ nè, bánh mì á, Trương Minh Phạm đâu có thời gian đâu về, chào Bảo, Trương Minh Phạm, chào Bảo Trương, chào mọi người. Ở bên Mỹ nè, không có thời gian đâu đi về ăn Tết, về thời gian về ăn Tết rồi ai là người coi coi công ty của tôi, rồi anh Hùng rồi này nọ mấy người rảnh họ về thôi chứ tôi không có thời gian đi về. Đấy hôm nay tôi làm chào thằng Trung, tôi hôm nay tôi làm mì đúng theo nguyện vọng của thằng Jackson B á. Hôm qua nó vô nó chửi tôi, nó nói là mày có ngon mày mặc áo mày có ngon mày mặc áo cờ đỏ sườn vàng ra mấy quán ở Việt Nam. Ủa giờ mình làm đúng theo nguyện vọng đó nè, Jackson B thấy không? Thấy không? Bảo Trương nói gì mãi mãi đỉnh tôi lại ông với mợ người bà mãi đỉnh. Hùng muốn Hùng về Việt Nam rồi hả em ơi, không có về Việt Nam. Tôi nói mấy ông mấy bà đầu mới lên đây cái thở cái là thách thức người này thách thức người kia, mày có dám dám có dám ra ngoài khu Việt Nam. Chào Nguyễn Anh Quang. Rồi cái thở mày dám ra khu Việt Nam áo cà đỏ sao vàng đụng mẹ mày, giờ tao ra nè thằng Jackson B tao ngồi tao ăn nè. Mấy anh chị biết bên này không, một dĩa cơm tấm á, một dĩa cơm tấm á là khoảng chừng mấy chục đồng một dĩa, còn mỗi bánh mì á 10 đô một ổ, 11 đô tính thuế là 11 đồng một ổ bánh mì.
Nó lát dữ ta. Mình gọi nó ra để mình ghi cho nó rồi đó chứ. Mình đang ăn trong cơm đông hành. Các anh chị cho các anh chị coi à. Bánh mì ngon không? 10 đồng 25 một bánh mì. Bánh mì chả lụa 10 đồng 25 là tính nha 200 mấy chục ngàn nổ. À, bánh mì bên Mỹ bán là gì? Bánh mì gà nướng 10 đồng 25 tính ra 100 mấy chục ngàn, 200 mấy chục ngàn nổ. Còn nè, còn ở đây bên này có diễn nghiệm bột không à? Ô, cơm đã tới. Mời các anh chị ăn cơm với tôi nhé. Chào Huy Trương. Huy Trương ơi, Huy Trương có thằng kia nó đòi với tôi. Đừng có với tôi nhé. Đừng có gì tôi nghe. Đừng có gì tôi nghe. Có, trong xe mình lúc nào cũng gì trong người, lúc nào mình cũng có mang súng trong người đó. Chứ làm gì mình có, mình được đi. Mình được hợp pháp ở trên nước Mỹ mà. Mời mọi người ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm. Đó, mình mời mọi người ăn cơm nha. Đây nè. Cơm tấm xương bị trả. Ở bên Mỹ này. Sườn nè, mì nè, trứng chiên nè, chả nè, đó. Chứ đừng nói là tao nữa, cái thằng Justin B, mày mấy thằng bay thách thức tao nữa, ra khu Việt Nam, dân khu Việt Nam. Chửi ai vậy mày? Mời ăn cơm với tôi nha. Ở bên Mỹ này, cái gì nó mắc dư quỷ vậy nè. Ăn. Mặt lâm này bánh mì 10 tính bánh mì không mà tính 11 đồng ổ bánh mì. Mời ăn cơm. Mai sọc làm đớ có tiền ăn tay theo người thôi à. Ở trên đời này cái gì cũng vậy á, mình làm đúng thôi có gì đâu. Thấy ông anh Huy Trương anh là người đàng hoàng, anh Huy Trương anh là người đàng hoàng, ảnh gia đình ảnh cũng là người bố ảnh cũng là người WHO á, mà người ta rất là đàng hoàng, người ta qua Mỹ rồi này nọ, không phải Huy Trương biết không? Nó chửi mình, nó biểu tôi là mày ngon mày ra đó, tao sẽ chém mày này nè đó. Ngon chi ngon luôn. Bánh cơm tấm xì mì chả. Một phần mình ăn gì là 20 mấy đồng. Cơm nè. Vậy còn cộng thêm một lát có mang một ổ bánh mì về nữa. Ăn tối gì không là khoảng 40 mấy 50 đồng. Chính là lát mình ăn xong phải 50 mấy đồng 60. Tự nhiên 20 mấy đồng phần này. Bánh mì đó là 10. Bánh mì bên này nếu mà tính thuế luôn á, nãy mình có order ở bánh mì thì mang về. Bánh mì này 10 đồng là tới luôn 11 đồng mấy. Mời mọi người ăn cơm với tôi nha. Lâu quá không ăn cơm tấm. Cơm tấm thanh này ngon lắm à. Ở sang xem cơm tấm thanh ngon không?